Hàng ngàn con lợn chết đã bị vứt xác xuống sông Phó Đáy đoạn chảy qua tỉnh Vĩnh Phúc. Nguyên nhân do giá quá thấp, dân sống hai bên bờ sông đã bỏ lợn chết đói sau đó vứt xác xuống sông. Thông tin này được ông Nguyễn Văn Khước là giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra trong buổi làm việc của đoàn công tác Thủ tướng Chính phủ với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra vào sáng nay. Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng trăm bao tải lợn chết bị vứt xuống sông Phó Đáy, gây ô nhiễm môi trường, đe dọa dịch bệnh bùng phát. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc cho biết, số lợn chết trôi trên sông Phó Đáy được xác định là lợn từ khu vực thượng nguồn sông ở Tuyên Quang, chứ không phải lợn nuôi ở Vĩnh Phúc. Qua xác minh là do giá lợn quá thấp, dân bỏ đói lợn dẫn đến chết. Ban đầu đã xác định người dân một số xã ở tỉnh Tuyên Quang sống hai bên bờ sông Phó Đáy đã vứt lợn xuống sông và chảy xuống hạ nguồn. Xác lợn trôi đến đâu gây ra tình trạng ô nhiễm nguồn nước đến đó và khiến người dân Vĩnh Phúc rất bức xúc. Bước đầu địa phương này đã cho xử lý trục vớt hết xác lợn chết lên để chôn lấp. Đồng thời đoàn kiểm tra cũng đã mang mẫu nước sông Phó Đáy đi kiểm tra và khuyến cáo với người dân.